đắt nhưng sắt ra miếng, Toyota Century 2024 đòi hỏi thợ lắp ráp kỹ càng hơn. Một nhóm thợ chỉ gồm 40 người đã được lựa chọn cẩn thận từ nhóm 1.500 nhân viên để lắp ráp chiếc Toyota Century với nhiều yêu cầu khắt khe hơn. Thế hệ mới của Toyota Century hiện đang được sản xuất tại nhà máy Tahara ở Nhật Bản. Mẫu SUV này được lắp ráp thủ công một cách tỉ mỉ bởi đội ngũ gồm 40 công nhân lành nghề, chọn lọc từ 1.500 nhân viên. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của mình trên dây chuyền lắp ráp, những công nhân này phải hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra khắt khe gồm 3 phần. Hiroki Tanaka, một trong những công nhân được chọn vào đội, đã phải trải qua một khóa học bắt buộc và vượt qua bài thi cấp chứng chỉ để có được một suất vào đội. Bài thi bao gồm 3 phần, đánh giá về các kỹ năng cơ bản, bài kiểm tra viết về lịch sử của Toyota Century, cấu trúc phương tiện và các chủ đề liên quan. Cuối cùng là bài kiểm tra thực hành để thể hiện trình độ lắp ráp dòng xe sang trọng này. Bài thi viết khó hơn bài thực hành, với 200 câu hỏi, nhưng lần đầu tiên tôi đã vượt qua được bằng cách chăm chỉ đọc sách kể từ ngày còn là sinh viên, Tanaka nói. Tôi đã học được nhiều điều mới, từ lịch sử của Toyota và Century cho đến kỹ thuật sản xuất chất lượng cao độc đáo của ô tô. Đó là một trải nghiệm vô giá. Công nhân lắp ráp 35 tuổi này đã làm việc cho Toyota từ năm 2007. Tốt nghiệp Học viện Kỹ năng Kỹ thuật của hãng xe Nhật, anh cho biết anh rất vui mừng khi được bắt tay ngay vào làm việc trên dòng Land Cruiser vì đây là chiếc xe mơ ước của anh và sau khi nghỉ hưu, anh ấy sẽ mua một chiếc cho riêng mình. Kinh nghiệm lắp ráp khung gầm Land Cruiser giúp anh ấy có nền tảng tốt hơn cho công việc hiện tại, đó là việc lắp ráp các bộ phận của hệ thống treo cho Century. Công việc của Hiroki Tanaka đặc biệt quan trọng bởi vì bất kỳ sai sót nào cũng có thể được cảm nhận khi chiếc xe vận hành. Độ chính xác luôn là điểm được chú ý trên những chiếc Toyota, nhưng với dòng xe Century sang trọng, đây lại là điều bắt buộc. Trong khi nhà sản xuất xe của Nhật cho phép sai lệch mô men xoắn 20% so với thông số kỹ thuật trên các loại xe thông thường của họ, mẫu SUV hạng sang này chỉ cho phép sai lệch 5%. Tanaka cho biết, trên bất kỳ dây chuyền lắp ráp nào ngoài Century, mỗi đai ốc hoặc bu lông đều được siết chặt chỉ với một lần duy nhất bằng dụng cụ chuyên dụng. Trước tiên, chúng tôi siết chặt gần đến thông số yêu cầu bằng thiết bị đơn giản. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng clay mô men xoắn kỹ thuật số, có giá trị mô men xoắn được tải lên máy tính, làm việc bằng tay để thu được giá trị cuối cùng. Người thợ này có thể phải dành tới 1 phút để siết chặt các bộ phận lớn hơn, dài hơn 12 lần so với thời gian mà công nhân phải mất 5 giây để siết chặt đai ốc và bu lông trên các phương tiện khác. Điều đó đồng nghĩa với việc Toyota chỉ sản xuất được 3 chiếc Century mỗi ngày. Trên dây chuyền lắp ráp Toyota Century, những công nhân được tuyển chọn cẩn thận này chia thành 4 bộ phận chuyên môn. Chim, chịu trách nhiệm quản lý các bộ phận như bảng điều khiển và mui xe. Chassis, phụ trách lắp đặt động cơ, hệ thống treo và bộ pin PHEV. Final, lắp ráp cuối cùng. Xử lý ghế ngồi, cửa ra vào và cửa sổ và cuối cùng là điều chỉnh, theo dõi các công đoạn cuối như bổ sung chất làm mát động cơ và hệ thống phanh. Vì sao Toyota Century được ví như Rolls Royce? Với mức giá từ khoảng 170.000 USD của Century SUV thấp hơn đáng kể so với các mẫu SUV siêu sang như Bentley Bentayga và Rolls-Royce Cullinan, nhưng cao hơn nhiều so với những mẫu SUV hạng sang khác. Khái niệm của Century SUV là The Chauffeur, có nghĩa xe dành cho các tài xế chuyên nghiệp điều khiển và để phục vụ các ông bà chủ ở hàng ghế sau. Bản gầm cao có kích thước dài rộng cao lần lượt là 5.205-1.990-1.805mm, tức ngắn hơn 130mm, rộng hơn 60mm và cao hơn 300mm so với bản sedan. Trục cơ sở của bản SUV là 2.905mm so với bản sedan là 3.090mm. Giống Century Sedan, bản SUV cũng có logo Phượng Hoàng, điểm khác biệt so với phần còn lại của gia đình Toyota. Mỗi logo được một thợ thủ công điêu khắc trong 6 tuần, giúp hình ảnh chim Phượng Hoàng được lột tả đến từng chi tiết, thậm chí khiến đôi cánh trông như đang chuyển động. Thiết kế nội thất theo triết lý tập trung vào con người, tối ưu cả về không gian và tính năng. Ghế sau chỉ có 2 ghế, với ghế phía sau bên trái có thể ngả hoàn toàn khi ghế lái phụ trước đã được đẩy lên sát táp lô. Một số điểm nổi bật khác như hệ thống âm thanh 18 loa, sạc điện thoại, không dây, gương chiếu hậu kỹ thuật số, vô lăng có sưởi, tủ lạnh mini hay có cả một cây đón gót dày, khoang hành lý dung tích 340 lít. Trước mặt tài xế không có gì quá đặc biệt, với đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hiển thị thông tin trên kính lái và màn hình cảm ứng 12,3 inch cho hệ thống thông tin giải trí. Điểm đặc biệt khác của Century SUV là cửa sau, khi có thể mở ngang như thông thường hoặc mở trượt. Ngoài ra, bậc cửa tự động cũng là một tính năng tạo sự thoải mái tối ưu cho người sử dụng khi lên xuống xe, kèm tay nắm ở cột B.
Century SUV sử dụng động cơ 3,5 lít V6 Hybrid sạc điện PHEV, công suất kết hợp 406 mã lực. Hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh nhờ một motor điện đặt sau. Hãng Nhật nói rằng Century SUV có hành trình chỉ với năng lượng điện là 69 km. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ở chế độ Hybrid là 7 lít 100 km. Thời gian sạc đầy cần 3 giờ và 30 phút với đường điện 200V trên 30 A. Xe có các chế độ lái gồm Normal, Eco và Sport, với chế độ đặc biệt là Rear Comfort giúp phân bổ lực ga và phanh theo cách để không làm phiền hành khách ở hàng ghế sau. Hiện sản phẩm này mới chỉ bán ở Nhật Bản và chưa có thông tin về việc có mặt ở những thị trường khác.